Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về trường hợp của một bạn nam 19 tuổi đến thăm khám vì lý do răng chen chúc và đau khớp thái dương hàm. Vinalife, một nụ cười thay ngàn lời nói. Sau quá trình hỏi bệnh và thăm khám thì phát hiện thấy bạn ấy có tiếng kêu lục cục ở hai bên khớp khi há ngậm miệng, cũng như là bị đau mỏi rất nhiều khi ăn nhai. Ngoài ra thì trong suốt một năm trời thì bạn ấy thường xuyên bị đau vùng khớp thái dương hàm khi ở để yên, không tác động lực gì vào cũng đau. Bên cạnh các triệu chứng về rối loạn khớp thái dương hàm thì bạn ấy còn hay có một số thói quen cận chức năng, đó là hay ăn nhai một bên, hay chống cằm, nằm ngủ nghiêng một bên, cũng như là trước đây bạn ấy có thói quen đẩy lưỡi và thở miệng. Tuy nhiên là thời điểm bạn ấy đến thăm khám thì sau một thời gian xem theo dõi kênh YouTube của trung tâm thì bạn ấy đã nhận ra là mình bị tật đẩy lưỡi và thở miệng này, nên đã có một sự điều chỉnh bằng cách là tập luyện các bài tập về mirroring. Khi quan sát hình ảnh ngoài mặt thì chúng ta có thể thấy là ở hình mặt thẳng thì khuôn mặt bạn ấy cũng khá là hài hòa, ở nụ cười cũng rất là duyên. Tuy nhiên là cằm vẫn có thể nhận ra một sự lệch nhẹ sang bên trái, cũng như là mặt bên phải thì to hơn là phía bên trái do bạn ấy có thói quen ăn nhai lâu ngày. Khi đánh giá trên phim Pano về tình trạng sức khỏe chung răng miệng của bạn ấy thì có thể thấy là bạn ấy không gặp các vấn đề về viêm nhiễm vùng răng miệng. Tuy nhiên ở vùng khớp thái dương hàm thì có thể thấy là vùng khe khớp phía bên phải và bên trái của bạn ấy là khác nhau, và cho thấy là có một vấn đề gì đó ở vùng. Tuy nhiên khi đánh giá ở vùng khớp thái dương hàm thì có thể thấy là khe khớp ở vùng bên phải hẹp hơn so với lại vùng bên trái. Vùng bên trái bị giãn rộng hơn, thông qua đó cho thấy bạn ấy đang có những vấn đề về khớp thái dương hàm. Ngoài ra thì trục của các răng cối ở hàm dưới thì bị nghiêng gần khá là nhiều. Trên phim sọng nghiêng thì có thể thấy là cấu trúc xương của bạn ấy khá là hài hòa, xương hàm trên và xương hàm dưới. Tuy nhiên là trục răng cửa hàm trên thì lại bị xòe ra trước khá là nhiều. Ngoài ra có một điểm cần lưu ý ở đây, đó là răng số 7 hàm dưới của bạn ấy bị trồi lên rất nhiều so với lại mặt phẳng nhai, và chính cái điều này tạo ra điểm cản trở cắn và dẫn đến sự rối loạn về hoạt động của hệ thống cơ ăn nhai cũng như là hệ thống khớp thái dương hàm. Và ở đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn khớp thái dương hàm của bạn nam này, bên cạnh nguyên nhân là các thói quen xấu. Sau khi tiến hành phân tích tình trạng của bạn nam thì bác sĩ đã tiến hành đưa ra kế hoạch điều trị cho bạn ấy, chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là điều trị tái lập cân bằng thần kinh cơ để tiến hành xử lý các vấn đề về rối loạn khớp thái dương hàm, và giai đoạn tiếp theo là chỉnh nha bằng mắc cài kim loại tự buộc. Cho đến hiện tại thì các triệu chứng về rối loạn khớp thái dương hàm của bạn ấy như là há ngậm miệng có tiếng kêu lục cục hay là đau mỏi khi ăn nhai thì đã giảm hết, cho đến bây giờ thì các triệu chứng về rối loạn khớp thái dương hàm của bạn ấy như há ngậm miệng có tiếng kêu lục cục hay đau khi để yên hoặc đau mỏi khi ăn nhai thì đã không còn nữa, và tình trạng khớp cắn cũng đã được ổn định, hệ thống cơ cũng đã lấy lại được cân bằng. Sau khi đánh giá có thể chuyển sang giai đoạn 2 thì bác sĩ đã tiến hành gắn mắc cài cho bạn ấy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi quá trình gắn mắc cài của bạn nam này nhé.
Rồi, như vậy là hôm nay mình vừa gắn bộ mắt cài kim loại từ bột cho em ha. Và trong miệng là chỉ có nâng cho em 4 cục nâng khớp ở phía răng sau á. Thì về nhà em ăn nhai á, nó sẽ hơi lạ lạ một chút xíu đó. Có nghĩa là bây giờ thay vì về nhà em ăn nhai được trên toàn bộ cái hàm răng, thì bây giờ em chỉ nhai được trên 4 cái cục nâng khớp đó thôi. Nhưng mà tại sao chị cần phải đặt? Là bởi vì thứ nhất là để cho răng của em, hai hàm răng nó không gọi là cắn lồng lại với nhau á, thì như vậy răng nó di chuyển sẽ dễ và nhanh hơn. Cái thứ hai nữa là để răng hàm trên nó không bị cắn bập vào trong cái mắt cài của răng hàm dưới ha. Thế nên là em về cố gắng ăn nhai trên 4 cái cục nâng khớp đó. Thường là sau khoảng 3 cho đến 5 ngày là em sẽ quen với cái sự có mặt của 4 cái cục nâng khớp này ha. Về nhà ăn mềm cho chị. Khi mà cái chế độ ăn của em thay đổi như vậy á, thì sau một thời gian gắn mắt cài em sẽ thấy là má của em hơi hóp lại. Thì cái đó hoàn toàn bình thường. Bởi vì khi em ăn mềm như vậy á, cơ nhai của em không được hoạt động nhiều thì nó sẽ nhỏ lại, bởi vì ở đây có cái cơ ha. Thì sau này khi mà mình bỏ mắt cài ra, cái cơ đó lại được hoạt động bình thường, bởi vì em ăn nhai bình thường trở lại thì nó khuôn mặt của mình nó lại bầu bĩnh tròn trịa trở lại. Cho nên là cái vấn đề đó không cần phải lo lắng. Cái tiếp theo nữa là vấn đề vệ sinh răng miệng của mình cần phải được đảm bảo hơn. Bởi vì bây giờ có rất là nhiều mắc cài như vậy, đồ ăn nó dễ dính sau khi ăn. Thì em cần phải trang bị cho mình một cái tăm nước sau mỗi lần ăn uống xong á. Ngoài việc là em súc miệng thật sạch để cho những cái thức ăn lớn nó bay ra ngoài, thì là sau đó em sử dụng tăm nước để xịt sạch tất cả những cái vị trí giữa dây cung đi. Đó. Rồi, như vậy thì cái quy trình mà vệ sinh răng miệng thì đầu tiên ăn xong phải súc miệng với nước sôi để nguội, xúc cho ra, xúc rồi nhổ ra trước ha. Sau đó vào trong nhà vệ sinh, cái tăm nước nó nhỏ nhỏ gọn gọn như thế này thôi, đi đâu em cũng sẽ mang theo người ha. Rồi xong vào nhà vệ sinh xịt 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 cho sạch đi, được chưa? Rồi sau đó là buổi sáng và tối thì em sử dụng bằng chải đánh răng để vệ sinh sạch. Em nhìn vào trong gương nhai răng ra nhé. Bây giờ cái hàm răng của mình nó sẽ chia làm 4 phần ha. Phần trên nè, phía trên của hàm trên, phía dưới mắt cài ha, phía trên mắt cài, phía dưới mắt cài, thì em phải làm sạch từng phần như thế này. Tức là bàn chải của em sẽ chải phần dưới, chải phần trên, chải phần dưới, chải phần trên, được chưa? Chứ không phải là cứ để bàn chải chải một lèo một mạnh như thế này là được chưa? Rồi, chứ không là mảng bám nó sẽ đọng nhiều ở vùng cổ răng á. Rồi sau khi mà vệ sinh bằng bàn chải xong á, thì em sẽ có một cái công cụ mới, một người bạn mới của em, đó là gọi là cái bàn chải kẽ. Bàn chải kẽ này thì em sẽ dùng như thế nào? Gọi là bàn chải kẽ bởi vì nó sẽ vệ sinh ở chỗ kẽ răng. Cái bàn chải này thì em có thể dùng đi dùng lại nhiều lần chứ không phải là dùng một lần nhé. Rồi, khi mà sau khi mà em đã chải răng sạch sẽ xong á, thì em nhai răng ra đi. Rồi thì em sẽ đưa bàn chải kẽ này nè, nhai răng to ra nữa nè, đúng rồi, đưa bàn chải kẽ này vào giữa vị trí vào phía sau cái dây cung á nhé, và bên cạnh các cái mắt cài để mà vệ sinh các cái cạnh mắt cài này đi, được chưa? Em hiểu cái cách sử dụng chưa? Ở đây được chưa? Đó, thì nó sẽ rất là sạch sẽ bên cạnh và các cái kẽ răng này nữa. Trên để vệ sinh cái dây cung này. Vệ sinh ví dụ như đúng rồi, vệ sinh xung quanh mắt cài và vệ sinh cái kẽ răng này, em nhìn thấy chỗ kẽ răng không? Đã. Ví dụ như bàn chải thì rất khó để đưa vào đây đúng không? Nhưng mà cái bàn chải kẽ này thì mình vuốt rất là sạch luôn. Em vuốt như thế này, được chưa? Hiểu chưa? Đồng bàn mỗi lúc ăn xong thì không nhất thiết phải là gọi là mỗi lúc được, mỗi lúc ăn xong á thì là tốt nhất. Nhưng mà đâu phải lúc nào em ăn xong mà em cũng có chỗ nhà vệ sinh tiện lợi để mà em vào em xài cái này đâu, đúng không? Đó nên là nói chung là tùy theo cái hoàn cảnh mà em sẽ sử dụng các cái công cụ vệ sinh răng miệng làm sao cho nó phù hợp là được. Nhưng mà kinh nghiệm của các bệnh nhân chỉnh nha ở bên nhà chị á, thì là đi đâu các bạn ấy cũng mang theo hai thứ là cái tăm nước và cái này. Vâng. Đó, nhá. Rồi. Cái này thì làm xong để khô ráo lồng cái này vào cho nó đỡ hại cái lông. Rồi, ngoài ra thì có thể sử dụng nước súc miệng. Nước súc miệng thì chị không hay khuyến cáo bệnh nhân sử dụng các cái loại nước gì cho nó phức tạp đâu. Em chỉ cần sử dụng nước muối sinh lý là được rồi. Bởi vì các cái loại nước súc miệng ở ngoài kia thì nó hay chứa cồn. Mà nếu như sử dụng dài ngày thì nó hay dễ gây ra tình trạng khô miệng. Ngoài ra là nó có thể gây ra tình trạng loạn khuẩn trong miệng ha, nên là chị không hay khuyến cáo bệnh nhân sử dụng các loại nước súc miệng ở bên ngoài, mà chỉ cần sử dụng cho chị nước muối sinh lý sau mỗi lần vệ sinh răng xong là được rồi. Được chưa? Rồi, tiếp. Thế nếu như mà
em bị dây cung chọc má. Tại vì sau một thời gian á, khi cái răng nó di chuyển thì dây cung nó bắt đầu nó lòi ra ở phía bên trong và nó đụng vào má của mình. Hoặc là những thời gian đầu lúc em chưa quen với mắc cài á, thì mắc cài nó cọ vào môi má thì em xử lý như thế nào? Nếu như chưa đi bác sĩ được thì lúc này á, em có cái gọi là cái sáp nha khoa. Thì cũng giống như cái sáp nến, em nhớ là nếu như mà tiếp xúc với nhiệt độ mà cao á, là nó sẽ bị chảy ra. Nên em bảo quản sáp này ở trong ngăn mát của tủ lạnh nhé, đừng bỏ vào ngăn đá nhé. Dùng xong á, khi mà em dùng á, em nhéo một tí xíu, em ve giữa hai đầu ngón tay cho sáp nó mềm ra. Nó có nhiệt độ của tay mình á, là sáp nó mềm ra. Sau đó em đắp cái sáp đó vào chỗ đầu dây cung đang chọc vào má em á, thì nó sẽ giảm ma sát, giảm cọ sát giữa cái dây cung hoặc là giữa cái mắc cài với má của em trong lúc chờ em đi đến phòng khám nha khoa để bác sĩ kiểm tra và xử lý cái chỗ dây cung thừa hoặc là cái chỗ bị vướng cụm đó cho em. Vâng. Hiểu không? Vâng. Ừ. Nhớ cho vào ngăn mát. Rồi vậy thôi. Vấn đề thứ nhất nè, chế độ ăn. Vâng. Vấn đề thứ hai là vệ sinh. Vấn đề thứ ba là xử lý những cái tình huống khó chịu đó. Một cái nữa, vấn đề thứ tư nữa đó là khi mà em bắt đầu đeo mắc cài như thế này thì bây giờ chưa cảm thấy gì đúng không? Nhưng mà về nhà em sẽ bắt đầu có cảm giác, bởi vì cái dây cung nó bắt đầu làm cho răng di chuyển. Thì khi mà răng di chuyển thì em sẽ những ngày đầu tiên khoảng cỡ tầm, có bạn nhanh thì 3 ngày, 5 ngày, có bạn chậm thì 1 tuần, 2 tuần. Và bạn nào chậm nhất đi chăng nữa thì chị cũng thấy là chỉ có thể là một tháng là gọi là đau đớn nhất thôi. Còn thường là các bạn chỉ sau một tuần là các bạn quen hết rồi. Trung bình là sau một tuần là các bạn đã quen hết với cái việc có mắc cài trong miệng. Và những cái cảm giác khó chịu ban đầu nó cũng qua đi hết. Nhá. Nên là nếu như về mà em cảm thấy khó chịu thì cũng cứ tự nhủ với bản thân á, mình chỉ có vài ngày thôi, nên là đó là cơ thể nó đang làm quen với việc là có một cái gì đó mới ở trong miệng. Nên là không có gì lo lắng hết nhé. Rồi, thấy có hỏi chị gì nữa không? Đâu ạ.